ái biệt ly khổ, tức là yêu thương mà phải chia lìa là khổ. Biết cái điều đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết rằng nếu con cháu của chúng ta mà nó vì một cái đại nguyện lớn, vì một cái gì sự việc lớn nào đó đem lại lợi ích cho gì, cho cộng đồng, cho xã hội, cho nhân loại và cho đất nước, cho Phật pháp nhiều hơn, thì chúng ta cũng nên gì, cũng nên tôn trọng ý kiến của con cái mình, của các cháu nhà mình. Miễn là nó đừng làm việc xấu là được. Những cái việc nó làm tốt, nó đi học để trở thành một người có kiến thức, trở thành một người tốt cho gia đình và cho xã hội sau này, có biệt ly, tạm thời biệt ly về cái khổ chia lìa một chút ấy, chúng ta cũng phải gì, cũng phải sẵn sàng chịu đựng để cho gì, con cái cháu chắt chúng ta nó ra đi để nó học hành. Thậm chí là gì, có đứa con đứa cháu nào nó tín mộ Phật pháp, nó xin xuất gia tu đạo, trên thì báo Phật ân đức, dưới thì gì, tiếp dẫn hậu lai, khiến cho cái hạt giống Phật pháp không bị mai một và không bị mất đi ở trong tương lai. Chúng ta cũng phải gì, phải trân trọng cái suy nghĩ và cái quyết định của con mình, của cháu mình. Nó xuất gia được, nó thấy gì, vui trong cái sự xuất gia ở trong đạo Phật, thì chúng ta cũng phải gì, tôn trọng. Chúng ta muốn, tất nhiên người làm cha làm mẹ khi chưa hiểu Phật pháp hoặc hiểu rồi nhưng chưa thấu á, thì ai cũng muốn là gì, con trai lớn thì học xong thì lấy vợ cho nó yên bề gia thất, con gái lớn thì gả chồng cho nó yên bề gia thất, để mình hoàn thành trách nhiệm người làm cha làm mẹ. Chúng ta mong rằng cho nó gì, chỉ mong cho nó được hạnh phúc thôi. Nhưng nay con chúng ta là gì, nó không thấy hạnh phúc khi mà nó phải đi lấy chồng, nó không phải thấy hạnh phúc khi mà nó phải đi lấy vợ, nó thấy nó hạnh phúc khi mà nó được gì, được cống hiến cho đạo pháp và cho dân tộc, nó được cống hiến gì, cho tất cả muôn loài chúng sinh, đấy là nó hạnh phúc. Thì chúng ta cũng phải gì, phải biết trân trọng những cái suy nghĩ, cái tâm tư, cái tình cảm và cái nguyện vọng gì của con cháu mình. Cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy rằng đó, cái khổ của ái biệt ly có những cái gì chúng ta thấy nó tốt đẹp cho thế hệ tương lai của loài người, nói rộng ra là của loài người, nhỏ hơn một chút là của gì ạ, của đất nước, thì chúng ta cũng nên gì, hy sinh cái yêu thương nho nhỏ tạm thời ấy để đạt được gì, đạt được những cái lợi ích tốt đẹp và to lớn hơn cho nhân loại và cho gia đình chúng ta mai sau.